Wow, ôi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kèm Shopper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Mình vẫn hàng ngày dân câu cá trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mình chuyên săn bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống từ con sông này, như là cá ba sa, cá hú, cá dứa, cá sát. Mình đặt mối cho quán nhậu á, mình giờ này có cá rồi, mình cập bến, mình bán cá rồi mình chia sẻ cùng cả nhà. Hôm nay bạn tiếp tục đi câu loại hai loại mồi siêu độc bả luôn, mồi chuối sim và chuối già cùi. Hai loại chuối này mình câu thường xuyên lắm. Nếu cá ăn thì mình vẫn móc tiếp tục. Và với lại là mình chia sẻ cùng với nhà là chuối mình móc là tự nhiên luôn nha. Cắt ra từ mình câu luôn chứ không tẩm thuốc gì hết luôn. Thì thành quả hôm nay mình đi câu cá sông Tiền, sông Cô Lãnh nè. Bữa nay là chúng mấy cơn sóng gió mà nay vô mánh nè, vô bậy à. Ôi ba sa, có hú, có dứa, có sát, vô lừ cho mấy chân nè. Bữa nay là sóng chướng ở chỗ mình lắm luôn, đi câu rất là vất vả luôn á. Mình vẫn đi câu hàng ngày trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp luôn. Wow, ôi, ia ba sa nè, ôi, cá dứa rất là ngon luôn. Đó. Cá này là mình sẽ bắt lên, mình bán trong quán nhậu ẩm thực quanh sân quán sẽ thu mua hết luôn á. Đó. Đó. Ở trong đục thì hơi khó thấy, mình bắt ra ngoài sẽ dễ thấy hơn cả nha. Quay, 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 quậy quá trời quậy luôn. Wow. Siêu ngon cả nhà. Rồi tiếp nè cả nhà. Bên đây nè, bên đây nó nhiều nè. Ui ui ui. Đi quá. Quá trời nhảy. Siêu quá, siêu à. Nhảy quá trời nhảy tung tăng. Mình á câu là chiên là cá thiên nhiên à. Bởi trong quán nhậu ẩm thực quanh sân quán á sẽ đặt hết những loại cá thiên nhiên của mình á về để mà bán cho du khách gần xa sẽ dễ bán hơn á. Lại mình câu là mồi chuối không có tẩm thuốc gì hết nha. Những loại cá này sẽ ăn sẽ chất lượng và sẽ không có bị hôi. Hổm gài mình văng bà sa có hú cũng hơi thắt á, nay cũng hơi vô mánh nè. Ủa nay là vô bày cá dứa với bà sa. Nãy giờ gió hù 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 luôn á, nãy giấc này ông trời mới im á, nãy ông dòng gió lắm luôn, mình đợi im gió mình mới vô mình bắt cá mình chia sẻ cùng nhà chứ nãy là gió lắm. Ý rồi bay xong rồi, ồ trước bay xong anh con à. Đây thành quả của mình săn bắt bữa nay nè, hôm nay là cũng vô rồi nha. Nè câu mồi siêu độc lạ là hai loại mồi chuối sim và chuối già cùi, mà thành quả được là quá ôi ôi ba sa ấy à, rồi à ôi cá dứa nè, quá trời cá dứa này nó quậy, cá dứa uống nu nặng luôn nè, quá ngon luôn nè. Ôi cá dứa ba sa thật là ngon. Cá này trong quán thì sẽ thu mua lại á, thì thường làm cái món như là cá này đi nấu canh chua, còn cá dứa này đem đi làm cái lẩu cơm mẻ hay là kho lạc chấm xài sống á, ăn rất là ngon luôn nè. Ôi cá này phê lắm. Đó. Rồi cá sát thì đem đi kho quẹt chấm rau luộc, khách gần xa đều phá những loại cá này á. Thì với cái là mình chia sẻ cả nhà xong xuôi rồi á, mình sẽ đem toàn bộ số cá này mình sẽ bán cho quán nhậu ẩm thực của sân quán sẽ thu mua hết luôn về để mà chế biến bán món ăn cho du khách gần xa. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu có nhà yêu thích kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.